Em đang chạy xe, gió lạnh vù vù, lạnh hết, teo hết cái hương viên. Ôi, trời đang vô tiết mùa đông rồi, mang bao tay mà tay nó cứ lạnh ngắt. Đường xá giờ này cũng vắng vẻ. Mà được một cái là khu vực này cũng khá là an ninh, cho nên đèn này chân à, chứ ông ta hùng cũng không có trong miếng thái nào bay giờ đi lại một kia cũng không có sợ lắm. Giờ về nhà, về nhà với con trai yêu. Ảnh mỗi lần mà mẹ đi làm về là hay hỏi mẹ có mua gì không thôi, cứ lâu lâu quá em đi làm về hay ghé mấy cái cửa hàng tiện lợi á, mua đồ ăn tối đồ ăn kia cho ảnh. Ở bên nhà cũng có bán hàng rong hay mì gõ hay bánh mì phi đâu, toàn là mấy cái cửa hàng tiện lợi giống vậy không nữa gì. Cho nên mẹ hay lục vỏ mẹ khi mẹ làm về đó, cái tội đó. Thôi à, hôm nay làm cũng hơi mệt, rất đông nhưng mà làm nhanh cũng được. Làm vậy nó thấy thời gian nó qua nhanh lắm. Về chị nhà chuẩn bị nấu ăn sáng cho mình nhóc, rồi lại lấy sợi chim cái gì nha. Đèn đó gì nó cũng sáng trưng. Cha nội dừng xe thấy ghét ghê, mình cũng nhanh tay mình quẹo chắc mình tao cũng quá. Nước Nhật đang vô mùa đông này quý vị. Ở nơi khác là ở đầu tuyết rơi. Tuyết rơi là nó nặng rồi đó. Ở đây thì chỉ có lạnh thôi chứ chưa thấy. Mới bữa tuyết rơi có chút xíu. Nhưng mà nó nhanh rồi. Cũng hơn. Chứ tuyết rơi nhiều quá. Các em phải đi làm. Mẹ về rồi đây. Mẹ làm gì vậy? Mẹ quay coi phản ứng của con khi mẹ về nhà như thế nào. Nói nhà làm gì? Rửa chén rồi ăn táo rồi tắm. Rửa chén. Rửa mấy cái đồ vô. Rửa chén rồi ăn táo rồi tắm rồi mấy đồ vô. Ăn tối chưa? Dạ rồi. Ok, về là mở máy sưởi cho mẹ liền á. Hôm nay cần nước sôi không mẹ? Cần nước sôi, bắt cho mẹ ấm nước đi. Ok. Hôm nay ông hỏi mẹ là có mua gì không hả? Quên mục tiêu luôn. Quên mục tiêu hỏi. Có đủ đồ ăn ở nhà đúng không? Dạ. Đây, người đàn ông. Người đàn ông của đời tôi. Cảm ơn con nha. Ngủ sớm nha, không thức khuya nha. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay đi làm về mà trễ quá không có like với mọi người được. Nên thôi em sử dụng lại thời gian nó còn lại. Em nấu một nồi nước dùng để chế biến món sốt demi-glace nha cả nhà. Thì cái món demi-glace này em sẽ nấu theo kiểu của người Nhật nơi cái nhà hàng em làm á.
cái món sốt này có thể chế biến rất là nhiều món, ví dụ như là beef stew hay là cơm mà cơm bò Nhật gọi là Hayashi rice, hoặc là mình có thể làm giống như là bò mà mình sốt cái demi glace lên là ăn sandwich cũng được. Nó rất là phổ biến nha cả nhà. Với nước dùng á, hôm bữa em đi em đã tìm được chỗ em mua xương gà nha cả nhà. Cái là xương ức gà, mua được một chút xíu. Và thêm nữa là mua được xương bò. Thì cái nước dùng này em sẽ dùng hai loại xương này để nấu à, xương gà và xương bò. À, hôm nay cái nồi á, thì nó cũng hơi nhỏ, nó không có nhiều lắm. À, nên em chỉ dùng coi ở đây là khoảng tầm 1.3 kg xương bò với hai bộ xương ức gà. Trước tiên á là mình phải luộc sơ cái xương gà nha cả nhà. Cái này em đã rửa sạch rồi. Bây giờ anh nấu nước sôi xong em luộc sơ nó lên trước cho nó ra những cái chất cặn dơ trước đã. Rồi mình lại rửa sạch lại một nước nữa để cho cái nước dùng của mình nó trong mà không bị đục nha cả nhà. Cái bước thường nấu ăn á, thì cái bước sơ chế mới là cái bước quan trọng. Món ăn của mình nó có ngon hay không á là khâu sơ chế nó quan trọng nhất. Còn riêng với cái xương bò á, thì em sẽ không luộc mà em đem lên em nướng nha. Thì cái xương bò nếu mà mình đem lên mình nướng á, thì khi mình nấu nước dùng á, cái nước nó sẽ có cái màu nâu cánh gián đặc trưng mà nó còn lại thơm nữa, thơm dậy mùi bò hơn. Cho nên là hai cái bước quan trọng khi mình nấu nước dùng nó là như vậy. Em ở đây bò bên đây người ta làm sạch đó, mình chỉ rửa sơ qua nước thôi. Rồi cho nó ráo nước tí, bắt đầu em bỏ vô trong lò em nướng một tí. Trong thời gian em nướng xương bò thì em sẽ luộc xương gà cho nó sạch, sau đó em nấu trước cái bộ xương gà nha cả nhà. Đây, sau khi ráo nước mình bỏ vô trong cái khay này nè, rồi mở lò nướng ra, nướng nó tầm khoảng 15 phút hoặc là 20 phút cũng tùy. Nếu mà mình muốn cho nó có cái màu khác đẹp á, thì mình nướng 20 phút nha. Khi mà mình nướng xương bò á cả nhà, mình cũng phải đợi một chút xíu, mình sẽ nướng thêm một củ hành. Nó cái bước này thì nó tương tự giống như cách em nấu phở á cả nhà. Là khi trước khi nấu nước dùng thì là em luôn nướng một củ hành. Em nướng gừng lên và nhất là em nướng xương lên. Một củ hành tây như thế này nè. Mình gọt cái vỏ lụa bên ngoài của nó đi ha. Rồi chút nữa mình bỏ vô mình nướng luôn. Thì cái món mà nước dùng cho cái nước gọi là nước broth ấy, cho cái sốt này ấy, thì nó nấu hơi cầu kỳ. Thường là ví dụ như mình nấu nhiều á, mà trên 2-3 kg xương á, thì mình phải nấu tới 12 tiếng nha. Nhưng mà em thì đây em nấu có 1 tiếng mấy thôi, thì em hạ cái giờ nó xuống là còn tổng cộng thời gian là em nấu 6 tiếng là được nha cả nhà. Nhưng mà đó là chỉ là nấu nước dùng thôi. Còn khi mà chế biến món sốt lại phải nấu thêm một lần nữa là cũng tầm khoảng 3-4 tiếng ha. Thêm 3-4 tiếng nữa khi mình nấu với cái món sốt đó. Đây một củ hành, em cho nó vô chút cho nó hơi khét, nó bị đụng cái lò nướng này nó nhỏ quá cho nên nó hơi bị khét, nó chạm cái trên nó hơi bị khét. Để em lấy làm xếp. À, sau khi mình luộc nó nước sôi mình bỏ vô xong rồi cả nhà, rồi mình rửa nó lại cho ra nó cái chất dơ ha. Đó. Đó. Rồi bắt đầu mình mới cho vô một cái nồi lớn, cho vô nồi dùng lớn để bắt đầu mình nấu nha cả nhà. Đây là nồi nước dùng, em bắt lên bếp để lửa lớn ha. Rồi gà mình đã rửa sạch mình bỏ vô, xương gà rửa sạch bữa cho. Rồi bắt đầu cho thêm những cái nguyên liệu khác như củ hành nè, cà rốt nè,
cần tây nha cả nhà. Nồi nước dùng đó em dùng 2 củ cà rốt nha cả nhà. Cà rốt này mình nấu nước dùng cho nên em cứ bỏ vỏ vô, tại vì cái nước dùng sau khi mình nấu là mình sẽ bỏ hết mấy cái này, mình không có lấy cái xác của nó cho nên là không cần gọt vỏ ra làm gì. Trời ơi, sao tôi lấy nhầm con dao, ăn nhỏ xíu. 2 củ cà rốt nha cả nhà, 1 củ hành tây, hành này em chưa nướng, bỏ vô cho cái sau khi nướng xong cái thịt em sẽ bỏ vô củ hành em nướng, rồi em sẽ bỏ vô nồi. Bây giờ em bỏ cà rốt vô trước, vô trong cái nồi nước dùng gà. Ngoài ra nguyên liệu của nó còn một cái cần tây nữa cả nhà. Này, một bó cần tây. Cái tủ lạnh em nó bị đông đá, bỏ vô cái mấy cái này nè, bị đông đá trơn. Cần tây á mình sẽ rửa sơ nha cả nhà. Cần tây sau khi rửa sạch á thì em cắt nó ra, không cần cắt nhỏ lắm, cứ cắt to đi, tại vì mình nấu thì mình cũng vớt ra mình bỏ à, cho nên là không cần cắt nhỏ đâu cả nhà, cắt nó miếng to cũng được, vớt ra cho nó dễ đi, mấy cái này mình không có ăn sát. Em bỏ vô trong nồi luôn nha cả nhà. Bây giờ xương bò đó cả nhà, nó em đã nướng xong, em cho nó vô nồi luôn. Cùng với củ hành đã nấu, đã nướng. Rồi bắt đầu em cho nó vô, bắt đầu em hầm cái nồi này khoảng chừng thêm 2 tiếng nữa, bắt đầu em sẽ cho rau củ quả vô nha cả nhà. Nguyên liệu kế tiếp là tỏi. Bay leaf. Nấu món hầm mà xương bò hay mà không có bay leaf là cái nước nó không có thơm nha. Chúng ta bay leaf vô. Khi em nấu ăn á, hay nước dùng hay nấu canh á, mà món mà nó hơi tây thì em thường hay bỏ bay leaf vô nha cả nhà, cho nó thơm. Khoảng nhiều đây, em cho nó vô trong nồi luôn, thả bay leaf vô trong nồi luôn, rồi bắt đầu để cho nước nó sôi lên.
Khi nước sôi lên thì tầm chắc cũng khoảng 2 tiếng nữa rồi mình mới cho thêm tiếp những cái nguyên liệu vô sau nha cả nhà. Sau khi mà nước nó thịt nó sôi á, xương nó sôi, bắt đầu mình từ từ mình cho cà rốt vô nha. Rượu vang á thì cho mấy cái sau khi mình cho các nguyên liệu này vô hết xong rồi mình mới bỏ rượu vang vô quý vị. Cà rốt, cần tây, tỏi và lá bay liếp bỏ vô hết luôn. Mình hầm thêm trong vòng 4 tiếng nha quý vị. Mình cho rượu vang vào thì nó sẽ mùi nó rất là thơm của cái nước broth để mà mình nấu cái món sốt demi-glace nha quý vị. Mình nấu thời gian nó dài á, để hạn chế mất nước em sẽ đậy nắp nó hờ hờ thôi chứ không đậy kín nha. Đậy kín nước sẽ đục lắm, còn mình đậy nắp hờ hờ cho nó giữ lại nước nhưng mà nước nó vẫn trong. Mới làm về là phải bay vô nấu tiếp cái nồi nước dùng nha quý vị. Bây giờ em tiếp theo là em đang hầm thịt với lại cái nước broth của xương bò với xương gà với rau củ. Giờ em sẽ cho nguyên liệu tiếp theo vô là một ít chút xíu rượu brandy nha quý vị, cho nó khoảng 50ml trước. 50ml rượu brandy cho cái nước dùng nó thơm nha quý vị. Nước dùng đang sôi, em cho nó thêm 50ml rượu brandy vô. Hôm bữa mình đã bỏ có một tí rượu vang vô rồi, còn bây giờ mình sẽ cho thêm một ít rượu brandy nữa cho cái mùi nó thơm hơn nha quý vị. Sau mình hầm thịt rồi mình bỏ sốt vô. Đi làm suốt ngày cho nên chỉ có những cái giờ được nghỉ trưa hoặc về tối khuya về mới nấu nướng được thôi nha quý vị. Đây là bắt đầu em cho một cái demi glace sauce bay vô trong cái nồi thịt của em để em hầm. Em vẫn cắt thịt lớn để mà em làm món giống như là bò hầm luôn đó, beef stew luôn quý vị, cho nên là vẫn mở bò trong đó cho nó hầm chung với sốt luôn để cho nó có vị thơm và nó mềm nữa, nó thấm gia vị hơn. Em cho cái sốt để đi quá cho nó vị. Thì hôm bữa trước là em nấu 1.3 kg xương the, xương bò và 2 bộ xương ức gà. Thì em sẽ cho một bịch sốt này. Đây là cái bay để nấu cái dạng sốt nâu quý vị. Cái mùi nó rất là thơm nha quý vị. Nó vừa có rượu vang đỏ, sốt cà chua và thêm một ít brandy nữa. Nó sẽ dậy mùi lên rất là nhiều. Thơm lắm. Rồi bắt đầu mình hầm. Mình hầm tiếp trong vòng khoảng 2 tiếng nha. Nấu cái món này nó rất là cầu kỳ nha quý vị. Sau đó công đoạn tiếp theo là mình lấy bột mì
và bơ nha quý vị. Mình cho cái số lượng của nó là 1:1, có nghĩa là 100 gram bơ thì 100 gram bột mì nha. Nó tương ứng với cái lượng nước sốt của thịt mình luôn. Nhưng mà để cho nó tình trạng nó không có bón cục ở trong cái nồi lớn ấy, thì em sẽ cho nó ra một cái nồi nhỏ để em quậy đều bơ với bột lên cho nó tan đều ra. Rồi sau rồi em mới cho từ từ cái nước dùng lên cái nồi lớn nó vô nha quý vị, để nó không có tình trạng vón cục của cái bơ với lại bột đó quý vị. Đó, sau khi mà em cho bơ với lại bột mì vô thì nhớ để lửa nhỏ và khuấy đều nha quý vị, cái mùi vị rất thơm. Cái món sốt này mà mình bỏ cho nó tí rượu brandy thì nó rất là ngon và thơm. Ai mà ăn đậm vị thì cho thêm tí muối và tí đường nâu vô nha. Còn không thì ăn đúng khẩu vị Tây thì loại này nó hơi chua chua và nó hơi ngọt. Tối nay hai mẹ con sẽ ăn Giáng sinh cùng với món beef stew này và bánh mì nha quý vị. Chúc cho thịt nó thấm, em sẽ vớt thịt ra hết, còn dư nước sốt còn lại thì em sẽ để dành. Bởi vì cái nước sốt demi-glace này nó có thể dùng trong rất là nhiều món, ví dụ như món hamburger hay là món cơm hayashi kiểu Nhật nha quý vị. Chế biến nó khá cầu kỳ và nó hơi lâu, nhưng mà mùi thì rất là thơm và ngon. Này là món cơm hamburger với sốt demi-glace nha, cho ảnh ăn cơm trưa nha cả nhà. Và sau đó là salad, đây là bột chiên xù. Thì em lấy cái dầu. Cái dầu đây. Chảo nó đang nóng thì em nhúng bột vô. Tiết kiệm cho nên là bột xù á là làm xong lại để trong hộp để dành lại để làm tiếp trong cả nhà chứ không có mất đi. Để ra dĩa để dễ làm hơn, nhưng mà thôi em làm lại luôn đi, rồi mình lau chùi nó lại. Cái bột áo sơ rồi chiên thì cái cách làm hamburger bữa trước em cũng đã chia sẻ trên kênh rồi, thì quý anh chị nào mà coi lại cái cách làm hamburger kiểu người Nhật á thì xem lại clip cũ giùm em nha. Khi mình chiên burger mình để lửa vừa vừa thôi, đừng có để lửa lớn quá nha cả nhà. Em chiên trước hai cái để cho hai mẹ con ăn buổi tối, chừa lại một cái burger để ngày mai em sẽ làm món để làm cái canh đó, nấu với canh bí gà chiên. Tại cái burger này nó nhiều công dụng lắm, nó canh nó cũng ngon. Chiên hai cái thôi. Thì công đoạn chiên burger như thế nào đó cả nhà? Thứ nhất là mình chiên trên chảo ha, cho nó bên ngoài nó chín giòn. Rồi để mà cho nó chín bên trong đó, thì mình bỏ vô lò. Mình lại nấu, mình lại nướng thêm vài phút nữa cho bên trong thịt nó chín luôn nha cả nhà. Chứ còn mình chiên trên chảo không á thì cái thịt nó bị khô, nó bị khô và nó cháy nữa, không có ngon. Khi mà mình chiên á thì mình để lửa nhỏ thôi, không để lửa lớn nha. Để lửa lớn á cái burger mình sẽ bị khét. Okay.
khi mình chiên burger có mấy cái chảo này nó mình nhớ chiên cho mấy cái cạnh nó cũng chín nha cả nhà. Rồi mình đè burger lại cho nó nhập vừa xíu một tí, rồi cứ chiên từ từ. Sạch rồi ha, ăn tới đâu mình rửa tới đó, mình cắt chua vô. Cho cua. Salad cua. Biết anh coi cái gì trong phòng mà anh cười với ai với ẩn trong phòng thì cả nhà. Ăn nửa hộp trừ lại nửa hộp thanh cua để mai ăn tiếp nha. Nhà có hai mẹ con cho nên là mua cái gì nó cũng vừa ăn, không có dám mua nhiều. Để tại cái tủ lạnh này nó nhỏ quá đi, để lâu không có được. Cho nên mua đồ gì phải ăn cho nó hết. Bây giờ cái burger của em nó đã chín rồi, nhưng mà em vẫn phải để ở trong lò em nướng lại sơ tí nữa nha cả nhà. Sáng bận bộ rần vàng đi làm mà nướng miếng bánh mì mà quên lấy ra. Nó hơi đen thui rồi, nhưng mà không sao, nó chưa có khét. Tại cái màu nó vậy. Cho mình vô 3 phút. Cái salad này á, em bỏ vô em ăn với sốt. Sốt ra. Đó. Em rất là ngon. Có thời gian rảnh á, thì em sẽ làm cái nước sốt theo đúng công thức của trên mạng em làm. Nhưng mà bây giờ bận quá. Bận quá chưa có kịp thời gian để làm. Vời. Ăn với nước sốt thì cũng được, hoặc thích thì mình ăn với mayonnaise. Ok. Giờ là bới cơm. Cơm nha, mẹ làm luôn nha. Cơm ra. Burger chín này bỏ sốt lên. Nè nhớ ăn salad luôn nha, con muốn mày để salad vô trong đây luôn không? Anh lớn rồi, anh không có thích chơi. Không thích ngồi ăn với mẹ hả? Muốn ngồi ăn trong phòng hả? Trong phòng ấm hơn hả? Trời lạnh quá đó quý vị. Cũng chui trong phòng không mà mở máy sưởi 24/24, bởi vậy em cứ hù là hả, mở máy sưởi như vậy á, là mốt trả tiền điện nha con, là tối ngày em bị ám ảnh tiền điện tiền nước hoài đó cả nhà. Ở bên đây á, mùa đông mình tốn tiền điện
Vậy mình mở máy sưởi. Đây. Cái burger nó đã chín rồi. Lấy ra. Rưới nước sốt lên. Đây. Cơm burger sốt demi crat cho anh đẹp trai. Giờ bưng vô phòng cho ảnh á. Cơm bưng nước rót gì đó cả nhà.